Sư vãi bán khoai tiên tri tận thế hội Long Hoa, nói cho bá tánh đặng tàng, chừng nào đến vãn đá vàng biết nhau, bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Sám giảng người đời quyển bốn của sư vãi bán khoai, lời bình, hai câu sấm, nói cho bá tánh đặng tàng, chừng nào đến vãn đá vàng biết nhau, nói cho bá tánh đặng tỏ tường tàng, chừng nào đến màn kết cuộc đến vãn mới biết ai là người trung minh hiền đức còn sống sót coi đời thượng nguồn, câu sấm, bấy lâu nói trước mà sau bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Vì lòng từ bi e sợ chúng sanh tu không kịp bánh xe Thượng Đế đang quay xiết sàng lọc khử trực Lưu Thanh Hiền còn giữ mất, nên chư vị Bồ Tát phải dùng cách nói mẹo bóng gió rằng cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra sớm tức là trước năm 2000 hay trong vòng năm 2000. Nhưng mà sự thực cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra muộn hơn tức là sau năm 2000 nói trước mà sau, cám thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây giết tới không lâu mà chờ bính dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mão như tơ rối cuồn, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lụy tuôn rầm rẻ, vậy mà chưa thấy ủ ê, trung ương rồng lột ê, ê hề thay thi, mẹo kêu giết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an, thương thay đổ đệ ngùi ngùi, mang lời thế sự không nguôi tấm lòng, gạn cho hết đục tới trong, thương thay đổ đệ hết lòng chẳng buông, lựa đồng mà đúc lấy chuông, lựa người hiền đức mà thương lâu dài, huệ lưu ký tả một bài. Viễn Bang Châu quận hậu lai phán tường, vắn vài lời nói thảm thương, muốn thời hãy đọc không thời đừng nghe. Giảng kinh không phải thơ vẻ, nên ngồi đặt đặng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người, chứng có chín mười không phải mình tôi. Huệ lưu bút ký tả rồi, đặng cho thiên hạ giấu roi để đời. Nam Mô Tam Giáo Công Đồng chứng minh độ người dương thế. Trích phần cuối quyền mười sám giảng người đời của sư vãi bán khoai. Lời bình, hai câu sấm. Bính dần nhiều chỗ bơ vơ. Qua năm đinh mão như tơ dối cuồn, ám chỉ năm cọc bính dần 1986 và năm mèo đinh mão 1987, thế giới loạn cuồng. Vì giặc giả binh đao, câu sấm, mèo kêu giết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Ám chỉ năm mèo đinh mão 1987 và năm gà quý dậu 1993. Chúng sanh tưởng rằng cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra trong vòng năm 2000, ai cũng vội vã ăn chay niệm Phật cầu thoát qua cuộc sàng lọc đến năm gà quý rộng 1993 qua rồi, mà không thấy gì xảy ra, và đợi tới năm 2000 rồi cũng qua luôn. Ai cũng tưởng yên, nào ngờ cơ tận thế hội Long Hoa lại đến thình lình khởi từ Âu sang Á. Kìa kìa quỷ mị khởi loan. Xả thương hổ rảo đa đoan hội này, sau 2022, phần thời giặc giá phủ vây, phần thời đói khát thân dày chẳng yên, lăng xăng nhiều cuộc đảo điên, sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi, đã hết lời, đã hết lời khuyên dân dạy biểu cho người thiện duyên trách lòng nhiều sự chẳng kiêng, ốm đau cầu giảm, an thuyên chẳng màng biến sanh những sự tà gian, hủy tăng phá giới lòng toan hại người, thế nay cạn, sự đã rồi, mở mang rời đổi lập đời thượng nguồn truyền luân thiên địa tuần h u o n. Hội này thấy lửa tạm lam cháy mày, ít ai tỏ biết đặng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Thầy xưa lời dặn hẳn hỏi, thực nhơn nhơn thực đến hồi chẳng không oan oan tương báo chập chồng tham tài tích đại mình không xét mình khiến xui phụ tử tương tranh. Cha không lành thảo con lành đặng đâu trung quân, phụ tử làm đầu. Phản quân, sát phụ, hỡi câu sách nào, trời xui trăm vật trăm hao. Để cho đồ khổ, xiết bao nhọc nhằn, ngọn phù thủy, cuộc đất xây. Rồng nằm đáy biển sông hằng hứng xương bao giờ hưởng thọ kỳ hương. Tuế tăng vạn tuế lưu phương lâu dài, xanh thân này khổ bớ ai. Trăm ngàn việc khổ chất hoài vô thân, phú hết phú, bần hết bần, thân vong tài tán quan dân cũng đồng, khiến xui vợ lại giết chồng, con mà hại mẹ tình không yêu vì, anh em đồng khí tương ly, quân thần phản nghịch thế thì hạ nguồn, đổi rời hải thủy băng sơn, tiêu đường quỷ mị, nghĩa nhân lập đời, tam nguồn quy dựng lại rồi, tang điền thương hải dã rời đổi xoay, lần lần tay tính tối ngày, người này như thế thấy dày lại không, chữ rằng nhân vật giữ đồng, vật còn biết tánh người không tỏ tình, ngồi buồn than trách một mình thương trong thế sự thình lình tiêu tan. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, Tề Giờ, 106-109, đến lưu ở Đình Tổng Sơn năm 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo Ấn Tống năm 1973. Ghi chú, qua đoạn sấm trên, Đức Phật Thầy viết cụm từ thình lình. Ám chỉ có sự cố bất ngờ, accident gây bùng nổ trận chiến biển Đông đưa nhân loại đến đại họa tận thế ví như có sự cố va chạm hạm đội hay phi cơ chiến đấu trên đường hàng hải hoặc đường hàng không trong vùng biển Đông Thái Bình Dương, đâu có ai ngờ sự cố xảy ra thình lình đưa nhân loại đến đại họa diệt vong. Sydney, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Vì lòng từ bi e sợ chúng sanh tu không kịp bánh xe thượng đế đang quay xiết sàng lọc khử trực lưu thanh hiền còn giữ mất nên chư vị Bồ Tát phải dùng cách nói mẹo bóng gió rằng cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra sớm tức là trước năm 2000 hay trong vòng năm 2000. Nhưng mà sự thực cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra muộn hơn tức là sau năm 2000 nói trước mà sau, cám thương trần hạ gái trai ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây giết tới không lâu mà chờ. Bính dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mão như tơ dối cuộn. năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lụy tuôn dầm rẻ vậy mà chưa thấy ủ ê trung ương rồng lột ê, ê hề thay thi mẹo kêu giết tới ai bi tới gà về ổ dân thì bình an thương thay đồ đệ ngùi ngùi mang lời thế sự không nguôi tấm lòng gạn cho hết đục tới trong thương thay đồ đệ hết lòng chẳng buông lựa đồng mà đúc lấy chuông lựa người hiền đức mà thương lâu dài huệ lưu ký tả một bài viễn bang châu quận hậu lai phán tường vắn vài lời nói thảm thương muốn thời hãy đọc không thời đừng nghe giảng kinh không phải thơ vẻ nên ngồi đặt đặng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người, chứng có chín mười không phải mình tôi. Huệ lưu bút ký tả rồi, đặng cho thiên hạ giấu roi để đời. Nam mô tam giáo công đồng chứng minh độ người dương thế. Trích phần cuối quyền mười sám giảng người đời của sư vãi bán khoai. Lời bình, hai câu sấm. Bính dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mão như tơ dối cuồn. Ám chỉ năm cọp bính dần 1986 và năm mèo đinh mão 1987, thế giới loạn cuồng vì giặc giả binh đao, câu sấm. Mèo kêu giết tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Ám chỉ năm mèo đinh mão 1987 và năm gà quý dậu 1993. Chúng sanh tưởng rằng cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra trong vòng năm 2000, ai cũng vội vã ăn chay niệm Phật cầu thoát qua cuộc sàng lọc, đến năm gà quý dậu 1993 qua rồi, mà không thấy gì xảy ra, và đợi tới năm 2000 rồi cũng qua luôn. Ai cũng tưởng yên, nào ngờ cơ tận thế hội Long Hoa lại đến thình lình khởi từ Âu sang Á. Kìa kìa quỷ mị khởi loan. Xả thương hổ rảo đa đoan hội này, sau 2022, phần thời giặc giá phủ vây, phần thời đói khát thân dày chẳng yên, lăng xăng nhiều cuộc đảo điên, sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi, đã hết lời, đã hết lời. Khuyên dân dạy biểu cho người thiện duyên trách lòng nhiều sự chẳng kiêng, ốm đau cầu giảm, an thuyền chẳng màng biến sanh những sự tà gian hủy tăng phá giới lòng toan hại người, thế này cạn, sự đã rồi. Mở mang rời đổi lập đời thượng nguồn chuyển luân thiên địa tuần h u o n. Hội này thấy lửa tạm lam cháy mày, ít ai tỏ biết đặng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Thầy xưa lời dặn hẳn hỏi, thực nhơn nhơn thực đến hồi chẳng không oan oan tương báo chập chồng, tham tài tích đại mình không xét mình khiến xui phụ tử tương tranh. Cha không lành thảo con lành đặng đâu trung quân, phụ tử làm đầu. Phản quân, sát phụ, hỡi câu sách nào, trời xui trăm vật trăm hao, để cho đồ khổ, xiết bao nhọc nhằn, ngọn phù thủy, cuộc đất xây, rồng nằm đáy biển sông hằng hứng xương bao giờ hưởng thọ kỳ hương, tuế tăng vạn tuế lưu phương lâu dài, xanh thân này khổ bớ ai, trăm ngàn việc khổ chất hoài vô thân, phú hết phú, bần hết bần, thân vong tài tán quan dân cũng đồng, khiến xui vợ lại giết chồng, con mà hại mẹ tình không yêu vì, anh em đồng khí tương ly, quân thần phản nghịch thế thì hạ nguồn, đổi rời hải thủy băng sơn, tiêu đường quỷ mị, nghĩa nhân lập đời, tam nguồn quy dựng lại rồi, tang điền thương hải dã rời đổi xoay, lần lần tay tính tối ngày, người này như thế thấy dây lại không, chứ rằng nhân vật giữ đồng, vật còn biết tánh người không tỏ tình, ngồi buồn than trách một mình, thương trong thế sự thình lình tiêu tan, sấm truyền đức Phật thầy Tây An, tề giờ. 106 đến 109, lưu ở đình Tổng Sơn năm 1849. Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Ghi chú, qua đoạn sấm trên, Đức Phật Thầy viết cụm từ thình lình, ám chỉ có sự cố bất ngờ, accident gây bùng nổ trận chiến biển Đông đưa nhân loại đến đại họa tận thế. Ví như có sự cố va chạm hạm đội hay phi cơ chiến đấu trên đường hàng hải hoặc đường hàng không trong vùng biển Đông Thái Bình Dương, đâu có ai ngờ sự cố xảy ra thình lình đưa nhân loại đến đại họa diệt vong. Sydney, ngày 7 tháng 6 năm 2023 kỳ vân cư sĩ biên khảo